Đò lên Thạch Hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Quảng Trị, mảnh đất anh hùng thấm đượm máu và hoa, với 81 ngày đêm oanh liệt bảo vệ thành cổ trong bão đạn mưa bom. Mảnh đất của những trang sử vang bất khuất, của khát vọng thống nhất hai bờ vĩ tuyến 17 suốt 21 năm. Lịch sử đã viết nên một Quảng Trị can trường và bất khuất, đạp bão lửa chiến tranh để gìn giữ quê hương. Và hôm nay, mảnh đất này đã vươn mình phát triển, bứt phá bằng nội lực tiên phong. Để vươn mình phát triển, mỗi đất nước đều cần một thủ đô, mỗi thành phố đều cần một trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế và giao thương sầm uất. Những trái tim ấy chính là trái tim của những thành phố, là nội lực để thúc đẩy kinh tế, là long mạch phồn hoa với những công trình hiện đại, đẳng cấp, thu hút hàng triệu người. Là thủ phủ của tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà chính là trái tim giao thương kinh tế sầm uất và là trung tâm hành chính văn hóa đầu não của tỉnh. Sở hữu vị trí chiến lược trong tuyến giao thông liên quốc gia và hành lang kinh tế Đông Tây kết nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar, thành phố Đông Hà mang trong mình một sứ mệnh cao cả, thúc đẩy nền kinh tế và sự phát triển của tỉnh. Và để hiện thực hóa sứ mệnh ấy, thành phố cần có một trung tâm sầm uất, một trái tim sôi động, nơi có những công trình thay đổi diện mạo đô thị, những công viên hiện đại, khu mua sắm nhộn nhịp và là chốn an cư cho những cư dân tinh hoa. Sở hữu tọa độ kim cương với thế đất long mạch phồn hoa, Vincom Shophouse Royal Park là tổ hợp nhà phố thương mại hiện đại và đẳng cấp cùng trung tâm thương mại Vincom Plaza đầu tiên tại Quảng Trị, kiến tạo chuẩn mực sống thượng lưu, sang trọng cùng giá trị kép, ở tuyệt vời, kinh doanh đắc lợi, dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa và đồng thời cũng là một cơ hội đầu tư hiếm có tại thành phố Đông Hà. Được phát triển bởi tập đoàn Vingroup, Vincom Shophouse Royal Park được quy hoạch và thiết kế hiện đại, đồng bộ với hạ tầng giao thông, tiện ích cảnh quan hoàn hảo như trung tâm thương mại, công viên trung tâm, vườn cảnh quan cùng 3 phân khu Shophouse có kiến trúc độc đáo. Với vị trí đắc địa, kết nối trực tiếp với đường Hùng Vương, đồng thời sở hữu trung tâm thương mại Vincom Plaza, The Park chính là phân khu sầm uất bậc nhất dự án. Những căn nhà phố thương mại ở đây có kiến trúc tân cổ điển sang trọng với thiết kế tối ưu không gian, phù hợp để kinh doanh mọi ngành hàng và đón đầu lượng khách khổng lồ đến vui chơi và mua sắm tại Vincom Plaza. Tiên phong xây dựng chuẩn mực sống xanh cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Trị, The Park còn sở hữu công viên trung tâm như một thiên đường resort xanh mát với hàng ngàn tiện ích vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe để có thể tận hưởng trọn vẹn phong cách sống resort đúng nghĩa, mang lại một kỳ nghỉ trọn đời ngay tại nhà cho mọi cư dân. Với những lợi thế độc tôn không đâu có được, phân khu The Park sẽ là tâm điểm mua sắm, ăn uống, check-in, vui chơi, giải trí sôi động bậc nhất tại Quảng Trị. Tọa lạc tại trái tim của dự án, phân khu The Center thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp chuẩn Vingroup, mang tới phong cách sống thượng lưu dành cho cư dân tinh hoa tại đây, với công viên nội khu và liên kề công viên trung tâm rộng lớn cùng đầy đủ các tiện ích hiện đại và đẳng cấp. Không chỉ dừng lại ở không gian sống hoàn hảo, những căn Shophouse mang phong cách thiết kế vô cùng độc đáo đến từ đất nước Hà Lan, với những chi tiết thiết kế tinh tế, sang trọng cùng không gian kinh doanh hoàn hảo đã làm nên những con phố mua sắm sang trọng chưa từng có tại thành phố Đông Hà. Là phân khu duy nhất sở hữu mặt tiền đường Điện Biên Phủ rộng lớn, tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố với cửa khẩu Lao Bảo, phân khu The Avenue được ví như một bức tranh rực rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn, với cảm hứng kiến trúc bắt nguồn từ phong cách Hy Lạp. Đây là những căn Shophouse có 102 tại Quảng Trị, không chỉ là kiệt tác kiến trúc khẳng định đẳng cấp đỉnh cao của chủ nhân, mà còn mang lại cơ hội kinh doanh hoàn hảo, mang đến cơ hội sinh lời vượt trội cho những nhà đầu tư tinh anh, biến Vincom Shophouse Royal Park trở thành tụ điểm sầm uất phồn hoa bậc nhất khu vực. Vincom Royal Park với 3 phân khu The Park, The Central và The Avenue xứng tầm vị thế tuyệt tác đầu tư về vị trí, kiến trúc cùng sự tối ưu công năng 2 trong 1, vừa thuận tiện để an cư, vừa có tiềm năng kinh doanh chất thắng. Được thiết kế và phát triển với mô hình nhà phố thương mại hoàn hảo, cùng lúc đáp ứng được cả 2 chức năng, ở tuyệt vời, kinh doanh đắc lợi, Vincom Shophouse Royal Park không chỉ là nơi tâm mạch phồn hoa với những cơ hội đầu tư kinh doanh chất thắng, mà còn là nơi an cư hoàn hảo, đẳng cấp của cộng đồng cư dân tinh hoa. Với uy tín đến từ chủ đầu tư Vingroup, dự án cũng đồng thời sẽ là kênh đầu tư sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị phi mã chưa từng có, xứng tầm là tài sản để đời, khẳng định đẳng cấp chủ sở hữu
và là một báu vật trong bộ sưu tập của những nhà đầu tư xanh sỏi nhất. Giống như một quy luật bất biến, mỗi vùng đất thịnh vượng đều cần có những công trình dấu ấn xứng tầm. Vincom Shophouse Royal Park hứa hẹn sẽ là nơi nắm giữ nhịp đập trái tim thịnh vượng của thành phố Đông Hà, là tổ hợp nhà phố thương mại hiện đại đẳng cấp đầu tiên mang tới sự thay đổi ngoạn mục cho diện mạo nền kinh tế tại Quảng Trị, là nơi đáng sống, đáng đầu tư bậc nhất, là bàn đạp vững chắc để Quảng Trị vươn mình trở thành tâm điểm kinh tế vàng của khu vực duyên hải miền Trung. Vincom Shophouse Royal Park, tâm điểm phồn hoa, khởi nguồn thịnh vượng.